Trao đổi với báo chí, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K cho hay, một trong số 7 người có vi phạm về thái độ ứng xử với bệnh nhân sau khảo sát bất ngờ của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế của Bộ Y tế đã bị điều chuyển công tác khác, không được thực hiện nhiệm vụ tại khoa điều trị, nơi tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân. Vừa rồi thì chúng tôi cũng có phát hiện ra một số trường hợp mà có đó thì đã chuyển cái công tác từ cái khoa tiếp xúc với người bệnh sang khoa không được tiếp xúc người bệnh và có phê bình, khiển trách 6 trưởng khoa, đồng thời phạt phúc lợi 1 tháng với các trưởng khoa liên quan. Sau buổi thị sát của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vào sáng 8 tháng 12 và sau khi biết kết quả khảo sát, đánh giá độc lập của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, bệnh viện đã họp để đưa ra các giải pháp giải quyết, chấn chỉnh một số tồn tại. Cụ thể, bệnh viện đã đề nghị các khoa phòng kê thêm giường nội trú, sắp xếp lại hợp lý hơn, phân chia giờ hợp lý. Thay vì khám bệnh tập trung vào thời điểm 8 đến 10 giờ, thì thời gian sẽ nới rộng ra từ 8 đến 16 giờ. Khu vực lấy máu xét nghiệm hiện đã tăng cường 2 đến 4 người lấy máu xét nghiệm. Đến 11 giờ sáng, cơ bản, lượng bệnh nhân chờ lấy máu đã vãn. Khoa khám bệnh thì chúng tôi thì cũng theo quy định chung thì đều là khám cho là theo 8 giờ nói chung các phòng khám như vậy. Thế nhưng đa số các bác sĩ thì đều phải khám thêm giờ, tức là để giải quyết hết bệnh nhân trong ngày. Có bệnh nhân mà còn bệnh nhân là chúng tôi đều khám hết, không để bệnh nhân tồn trong ngày. Bệnh viện K cam kết trong vòng 6 đến 12 tháng tới, chắc chắn bệnh viện K sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn. Bệnh viện sẽ tăng cường thêm nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ công tác khám chữa bệnh, thêm các hộp thư góp ý, thành lập ban kiểm tra nội bộ để giám sát chuyên môn và thái độ phục vụ. Bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận, xác minh, xử lý các ý kiến mà bệnh nhân và người nhà phản ánh qua nhiều kênh thông tin khác nhau.